Redmi Note 13 Pro Plus là một con máy với mức giá khoảng 6 ổ khoai. Chúng ta được trang bị rất nhiều thứ cao cấp, ví dụ như là một cái màn hình cong và một con chip mạnh, đó chính là con chip Dimensity 7200 Ultra. Ngoài ra ở cụm camera của con này thì nó cũng có thông số khá là khủng lên tới 200 megapixel. Và hôm nay anh em hãy cùng mình thử trải nghiệm cụm camera này. Mình sẽ thử chụp một số bức ảnh và quay một số đoạn video để xem chất lượng của nó sẽ như thế nào nhé.